Đối với những người có bệnh nền là các bệnh lý tim mạch như bệnh mạch vành, suy tim, hẹp hở van tim, khi nhiễm COVID-19 thì nguy cơ bệnh tiến triển nặng, gây biến chứng và tử vong sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy người bệnh có nên sử dụng vương tâm thống để dự phòng di chứng của COVID trên tim mạch hay không? Lắng nghe giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do ngay sau đây. Câu hỏi đến từ cô Đoàn Thí Liên. Chồng tôi 30 tuổi bị suy tim độ 1, hở van 2 lá, một tuần nay bị nhiễm COVID và đang điều trị tại nhà. Vậy chồng tôi có thể uống kết hợp cùng vương tâm thống được không ạ? Vâng. Chúng ta biết là một trong tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho phép F0 thể nhẹ điều trị tại nhà. Và với những người có bệnh nền thì bệnh nhân có bệnh nền nhưng đang ổn định thì được phép điều trị tại nhà. Và điều trị tại nhà thì chúng ta biết rồi, thì bệnh nhân cứ phải tuân thủ các cái hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Và còn đối với sản phẩm này thì bệnh nhân rất nên dùng, bởi vì đề phòng cái tình trạng nó tác động, vì bệnh nhân đang có bệnh tim, nó suy tim độ 1, có hở van hay là tức là nguy cơ trầm trọng hơn các cái bệnh nền này do COVID. Và nó đến những chỗ nào mà có tổn thương thì nó tác động mạnh hơn, vì ở đó cũng có cái tụ thể ACE2 của SARS-CoV-2. Với cái công dụng của sản phẩm vương tâm thống tác động là với cái thông thoáng lòng mạch để đánh tan mảng xơ vữa, dự phòng mảng xơ vữa và giúp cho ổn định cái mỡ máu, giúp cho ổn định huyết áp, cũng như là lòng mạch thông thoáng, giãn mạch, rồi ngăn cản các yếu tố để hình thành mảng xơ vữa. Thế thì chúng ta thấy một điều rằng vương tâm thống đối với COVID, trong đại dịch COVID, nó vừa có ý nghĩa dự phòng nhiễm COVID và dự phòng hậu COVID. Đấy. Tức là vừa có ý nghĩa điều trị khi có vấn đề cục máu đông mà có thể do COVID. Thế thì bệnh nhân nên dùng thêm vương tâm thống mà có thể dùng liều hỗ trợ điều trị 6 viên một ngày trên 2 lần. Đấy. Và có thể dùng kéo dài, ổn định rồi nhưng dự phòng hậu COVID vẫn tiếp tục điều trị. Nếu bạn quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết về sản phẩm hỗ trợ tim mạch Vương Tâm Thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo 0962 546 541 để được hỗ trợ.